tiên xuất hiện, tiên xuất hiện. Đó, tiên đã xuất hiện rồi. Ngon, ngon, ngon quá chị Ba Tư. Hành trình vừa qua khoảng 1 phút nữa chín. Xin chào các bạn. Hôm nay cái bí miền Tây sẽ dẫn các bạn đi làm một món ăn rất là dân dã do tụi mình làm, đó chính là món bắp xào. Tiền đâu? Hay là tụi mình hụng tiền nhau đi. Móc ra coi được nhiêu. Nè. Nè, được nhiêu đây nè. Nè, đừng kết nhiêu đây à. Quay được nhiêu đây. Đi làm bắp, món bắp xào. Còn không? Hết rồi. Đặt đi đi. Để chị cô Ba Cương. Không được. Chị đừng có chạy. Đừng có nhau. Thấy chưa? Cái này em không bán đâu. Mày còn có. Em không còn. Nè em có một túi thôi chứ nó còn. Đâu rồi? Đây này. Đây này. Chả đâu rồi. Đi đừng có xạo quá nha. Không được. Chả đâu rồi. Không được mà. Được. Tiền là để em mua nước suối mà. Anh còn bán cho em còn có mấy vị bán đây không? Thôi giờ mình đi mua thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi mua nguyên liệu thôi. Bao nhiêu tiền hết? Đủ tiền không? Đủ. Dư luôn. Không, cho con cái bịch đi. Thôi cầm đi đi, khỏi bịch. Nhà gần mà, bịch gì? Giờ bắp về rồi, giờ mình lại bắp nha. Để chúng ta. Nè, lại cho nhau.
Mày mi nãy đi. Vậy được không? Tôi thấy không an tâm lắm á. Theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Vậy giờ năm 2001 có người chỉ nào lại như vậy? Vậy Lương sinh năm nào? Sinh năm 2001. Trong mẹ tới 2001 rồi hả? Ai cái lúc đó quay về thời gian. Trời ơi, có quay về thời gian luôn. Sao em không được quay về thời gian mà anh được quay về? Tại vì mặt quá nó không cho quay. Thì thấy cái hạt bổ của đường kia mòn nhỏ xíu quyền sao. Mà nãy giờ mình đi đâu mà sao mình không ra? Đi học bài. Không biết nãy vậy chừng nào mới ăn đây. Chắc mày ơi, thấy chưa, đừng làm cái cách vậy mày ơi. Không đẹp chứ mắt. Ủa ăn mà còn gì đẹp? Tưởng đáng 13 nhà quà trong các dịp lễ lớn và sinh nhật quà lớn nhất, nhất. Tăng lương theo có một hộp mà nó chưa bỏ cái này nè. Thông tin liên hệ những hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ có thể toàn thiện. Rồi sao mày đi chụp giúp đỡ bao nhiêu năm bao nhiêu tháng thì chúng ta để làm sao chương trình thời sự của đại quay ra chỗ bé là anh hợp đi á. Người hát gì lân hát hay lân múa hay là nhờ đốt pháo. Một phút nữa chín.
giờ cũng sắp chín rồi, nhìn thì nó cũng đẹp rồi. Mình dắt nhát vô nhà thôi nha các bạn. Bây giờ chín rồi, mình nhát vô nhà thôi nha các bạn. Wow. Con hết mút gì? Có nước ngọt ở nhà tôi đó chưa? Đã có luôn rồi nè. Ồ. Mình chế nước đi. Đây. Nước đây. Đông chị vô ngồi không đi, ghé ngồi không? Miên lấy muỗng chưa con? Có, muỗng rồi đó, chia ra nè. Chị ăn không? Chị vô ngồi ăn đi. Vô ngồi ăn luôn đi con. Làm từ nãy giờ xong rồi, giờ tụi mình ăn nha các bạn. Thôi nhập tiệc thôi. Nè chị. Chị lấy muỗng đi con. Chị. Đó, ăn đi. Quá tuyệt vời. Con Mi ngồi xe qua cho bạn Kim ăn ngồi xe vô nhé. Đó thôi, qua đây nè. Để lên nước chén. Nước chén nước này. Đi. Ngon, à, giờ tới cô bà con. Lưng lưng nó gót sao mà ướt mình hết trơn cái đội mà. Hả? Chị đâu biết uống nước ngọt. Uống chị biết uống không? Rồi gì cũng uống thử coi. Ai nữa? Để đi làm gì? Rồi để ngoài đi con. 1, 2, 3, vô. Đổ hết này không? Hết hả? Để con ăn hết không nha. Cảm giác thế nào? Cảm giác có mùi gì không? Thơm bơ. Bắp. Bắp thì ngọt. Mày ăn bắp mà hỏi mày thơm bơ thơm bắp hả? Hả? Sao bắp hỏi có thơm bắp không? Có rút nó ngọt hả? Quá ngọt thôi đó. Này có chèo bông nữa con nhé. Bị nói gì vậy Bi? Trời ơi, bây vừa ăn bây vừa nói không nghe được từ gì vậy Bi? Không ăn xong nói nha, chị để sạch á. Chị không ăn hả con? Hả, con uống nước không vậy? Cũng là từ chiều mà tới giờ tới 7-8 giờ tối luôn mới xong. Nhưng mà công chức bỏ ra không ổn. Không ổn hả? Đúng rồi. Sao hả? Ngon. Ngon hả? Nãy giờ Lương có làm gì nói tôi nghe coi nè. Đi kiếm gạch nè. Trời ơi. Kiếm chảo xuống làm chảo bị gớt nè. Rồi có sao không? Hên là gớt chảo nhẹ nhẹ, đứa đụng xuống cái là rồi xong được luôn phải không? Trời ơi, chứ không phải có gì đâu, nguyên đám gà đánh em luôn. Công nhận có trà bông vô ngon thiệt chứ ba. Chè bông nhà làm luôn các bạn ơi. Và bây giờ chúng mình đã ăn xong rồi nè các bạn. Giờ tất cả đều no hết. Đến đây sẽ chúng mình sẽ kết thúc video sớm thôi. Và các bạn đừng quên nhấn like, share, subscribe và chia sẻ cho kênh Ghép Bí Miền Tây có thêm nhiều động lực để làm thêm những video hay hơn nữa. Chào tạm biệt các bạn.